lại thế nhở? Tại sao các bạn lại muốn hết nhạc nhỉ? Nói chung là khi mà chúng ta hết nhạc ở đây thì cũng là cái lúc mà chúng ta kết thúc cái chương trình livestream của chúng ta ngày hôm nay luôn. Rõ ràng như vậy rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã vào ủng hộ cho khoảng 5 phút info của mình. Hôm nay mình làm như thế để cho nó đủ cái KPI của mùng 2 thôi. Các bạn biết là hôm nay là 23 hay là 24 nhỉ? Nhưng hôm nay là 23 âm rồi, cũng Tết nhất đến nơi rồi. Người ta chỉ làm như thế thôi. Nghĩ ra là còn cùng nghe nhạc ở đây là anh em vẫn được nói chuyện với nhau, trò chuyện với nhau, cảm giác happy vậy. Thế nhưng mà chả hiểu tại sao. Thế bây giờ tôi hỏi các bạn, thế bây giờ các bạn có muốn tôi tắt kênh không? Các bạn phải trả lời thật lòng đi. Các bạn có muốn tôi tắt kênh không? Trả lời thật lòng đi. Không đấy, bảo không đấy. Ui không à? Trời ơi, tôi không ngờ là các bạn yêu quý tôi như thế đấy. Thế thì để ngồi livestream cho các bạn, tôi lại giới à thôi. Bố mẹ lại giới thiệu cho chúng mày thế thôi, chúng mày lại ung con mẹ với thư bìu ra đây lại chết con mẹ với hết mất. Thôi không đùa cả các bạn nữa, hết đâu. Xin chào tất cả các bạn. Định sửa chi từ hôm qua rồi cơ, thật sự cả các bạn luôn. Không phải vì cái lý do gì cả mà các bạn biết là tháng này chỉ có 28 ngày thôi. Sao lại còn phải ăn Tết nữa chứ. Thế là các bạn biết là tôi lại còn nghỉ mất 5 ngày. Hôm qua thế là có con cháu nó về Hà Nội. Thế là tôi lại phải đi phục vụ nó tí các bạn ạ. Không, là hôm qua là tôi stream với các bạn từ hôm qua rồi đấy. Nào nào, mai thứ bảy lại ở lại cả bọn em chứ. Cảm ơn Mimosa Vingan hiếm mỡ đấy. Đấy, em là một trong số những cái người hiếm hoi ở trên cái kênh này đấy. Người ta nói là những cái đứa ấy muốn nhưng mà đéo nói ra, giả vờ ra là bố mẹ đéo muốn ấy. Đấy, chỉ có vợ chồng nhà Mimosa Vingan hiếm mỡ ở đây. Người ta nhung nhớ nhau, người ta yêu quý nhau thật ta mới đấy buông ra những cái lời mà nó chân thành như vậy. Nhưng mà chả ai như các bạn cả. Các bạn nghiện tôi bỏ con mẹ ra ấy. Nhưng mà các bạn, tôi nói như thế các bạn cứ bảo có, bởi vì các bạn biết mẹ thừa là tôi có dám tắt kênh đâu. Đấy là các bạn chơi trò, đây là các bạn chơi đòn tâm lý. Các bạn biết con mẹ rồi. Ui. Một ai đó 284 đã mua gói 500.000. Thất bố mới tắt kênh à? Hả? Này, bố mới đủ điều kiện, cần mà đủ rồi luôn. Ok chưa? Bật kênh vào 5 lúc. Nào bây giờ tách đi, tách đi. Bật tách đi, bật tách đi. Thách đi, bật thách đi, nào, bật thách đi, bật thách đi, bật thách đi, đủ rồi, bật đủ điều kiện cần, đủ rồi, bật thách đi, đẹp lắm. Ôi, cảm ơn cụ to làm em hoa, vừa vào lại 5 lốp như này là có khác gì vả vào mồm quả trừ 1,5 cigarette của bác sĩ hoa súng, kiểu ông ăn, tôi đéo ăn, cảm ơn em nhé. Cảm ơn Hoàng Anh nhá, cảm ơn cả cô gái buổi to nữa. Mà thôi, sắp Tết rồi, Tết năm nay là tôi đã đang thế giới, thế là cũng phải anh em cho tôi thời gian để tôi chuẩn bị Tết Tết. Thế là các bạn chuẩn bị Tết Tết như thế nào rồi? 23 rồi đấy. Thì bạn trước Phạm Anh nó nhắc tôi, nó bảo tôi là, tôi mới hỏi nó là, này Phạm Anh này, mấy tháng nữa Tết. Thằng Phạm Anh nó bảo tôi đi thì một tuần nữa là Tết rồi. Ô, thật đó, thật là một tuần nữa là Tết đó. Ô, tốt nhờ, có một cái thời gian về cái định nghĩa về Tết. Thế là cứ, ô, thế à? À thôi, phải nhanh chóng sắm sửa, chuẩn bị cái để đón một cái Tết nó thật là hoành tráng. Cái thời Tết năm nay là tôi hoàn thành cái ước vọng. Các bạn biết là cái ước vọng của tôi trong mọi năm. Thật ra nhá, nếu như mà các bạn mà theo dõi tôi từ lâu rồi, năm nào tôi kể các bạn cũng sẽ biết. Thế nhưng mà các bạn chưa từng nhớ về cái điều đấy thôi. Các bạn có biết là cái điều gì không? Một cái điều ước của tôi những cái dịp Tết đến là gì? Nào bây giờ tôi hỏi các bạn, bạn nào mà trả lời được một tuổi năm lốt không nói điều. Nào, nhiều năm lốt vớ vẩn, mẹ ông ấy lại chuyển giới à? Vớ vẩn, vớ va vớ vẩn, lại có vợ vớ vẩn, được lì xì thì cháu vớ va vớ vẩn, có người yêu vớ va vớ vẩn. Tết năm nào tôi ngồi tôi xin, tôi muốn có một cái Tết, các bạn biết là nó có một cái mâm ngũ quả. Các bạn biết là mâm không phải gọi là mâm ngũ quả, nó là cái mâm mất Tết đấy các bạn. Trời ơi, nó là cái khay mất đấy. Trời ạ, cái khay đấy ở trong các bạn không biết cái loại mất, sau rồi là các thứ kẹo bánh các kiểu đấy, nó có mấy ngăn các bạn có nhớ không? Đấy là tôi ước mong tôi có một mâm đấy, nhưng mà nó là mâm thịt chó. Mỗi ngăn nó lại một loại thịt chó khác nhau đấy, để người khác đến nhà tôi là tôi kiểu tôi sẽ là người tiên phong cho cái việc ở đây. Đó chính là nếu như mà người khác đến nhà chơi nhân dịp Tết, nếu mà nó đến các bạn không biết đâu, được ngồi ăn mấy cái trứng trứng, rồi mấy cái mứt mứt, rồi ăn mấy cái toàn hóa học, rồi đường hại sức khỏe. Nói chung là mình không nên làm những cái việc như thế với nhau, các bạn không nhận đâu. Nhà tôi sẽ có một cái mâm, nó còn phải có cái chức năng ở đây là xoay kiểu điện cả, gắn pin vào cơ, nó phải tự xoay cơ. Thế là sau ở giữa nó có một cái ngăn tròn, ở bên cạnh nó sẽ có khoảng 6 cái ngăn nữa các thứ. Chẳng hạn thì là mỗi ngăn tôi có một loại thịt chó khác nhau, Kobe này, mùi phốc này, bùn anh, bùn pháp này, rồi ngao Tây Tạng này, rồi kể cả là chó Shiba, cậu vàng các thứ này, xong chó Phú Quốc, tương đương chắc chắn năm nay tôi sẽ phải làm như vậy. Đấy. Thế nên nếu như mà năm nay mà các bạn nào tình cờ mà các bạn như giống như là các bạn chơi game ấy, các bạn biết không? Các bạn chơi game, các bạn chơi một cái trò adventure, các bạn nhập vai ấy, sao các bạn đang trên cái đường khám phá map, thì tình cờ các bạn phát hiện được ra một cái location nó tên là Mimosa House. Đấy, nó ở trong cái chuỗi chơi game các bạn vậy. Thế là xong các bạn gặp tôi và nhận, các bạn sẽ được làm quét. Các bạn làm quét, các bạn gặp tôi, các bạn còn được kiểu được boost, các bạn công nhận không? Wow, kiểu anh em đến nhà mình chắc
mình mời quả quả mâm như thế ra chắc là anh em đéo còn đường về luôn. Mình nói thật với cả các bạn, ôi giời, nghe thế giới đúng không, nghe cả vô địch thiên hạ đúng không. Ok, Mimosa không à, chả thế thì làm sao. Anh em giống kiểu là anh em chơi game ấy, các bạn sẽ bắt được những cái nơi như thế trong quá trình mà các bạn chơi. Nhưng mà nó như kiểu là thần bí thương nhân Secret Shop ấy, đéo phải ai cũng sẽ tìm thấy các bạn nhớ. Làm lại thẻ với con bay trừ. Thì tôi lười quá, tôi còn chưa đi làm, đéo biết giờ này nó có làm cho không. Bởi vì các bạn biết một tuần nữa là Tết rồi, đéo biết là có đi làm kịp không. Tôi lười quá, tôi còn chưa ra ngân hàng. Hôm qua con Linh Ngọc Đàm nó về Hà Nội. Đúng ra là ngày hôm qua tôi đã phải ngồi tôi live stream cho các bạn, phục vụ cho các bạn sớm sớm rồi. Thế đúng cái con biểu biểu đấy nó lại về con mẹ nó Hà Nội, thế là thôi lại phải đi phục vụ các thứ. Nên xong đi ăn uống các kiểu, xong rồi sang bên thì phân chơi các thứ các kiểu. Bây giờ bảo 2-3 âm rồi, bây giờ đi làm lại thẻ ngân hàng nghe dở hơi. Thì chắc là tôi đợi xong Tết. Bởi vì tôi không quan trọng lắm, hôm trước tôi vừa mới nhờ Phạm Anh đi rút tiền để ăn Tết rồi. Mặc dù là tôi không có thẻ. Ở nhà Tết này mình ăn Tết ở nhà mà. Thế là tôi phải về nhà ăn Tết mà. Năm ngoái tôi đã về nhà ăn Tết rồi. Lại về nhà ăn Tết mấy ngày. Tôi nghĩ như vậy chắc khoảng 3-4 ngày đấy. Chơi Tết thì chắc là phải chơi 1 tháng thôi các bạn. Thế nhưng mà chắc là kiểu đấy. Tôi cứ đi chơi xong rồi đến giờ nào mà tôi phải live stream, tôi lại về tôi live stream cho các bạn. Rồi tôi lại xin tiền mừng tuổi của các bạn chẳng hạn. Thì thề với cả các bạn rất là vui bạn luôn. Sao các bạn lại mừng tuổi cho tôi? Tôi có động lực để làm hơn kiểu thế. Tôi thấy bảo là bây giờ giới trẻ giàu lắm. Các bạn bây giờ được mừng tuổi kiểu bố mẹ mừng tuổi thôi hình như là cũng đã được khoảng tầm 10 triệu một người rồi. Đấy là chỉ là bố mẹ thôi, chưa kể anh chị em họ hàng. Anh lớn thì phải mừng tuổi cho bọn xem kênh đi ạ. Được, em thích đi hào. Chỉnh cam đi giáo chủ nhìn động đất thế giới quá. Không phải đâu các bạn ơi, cam nó bị rung như thế này là treo lơ đấy. Là các bạn đang đéo được xem một cái resolution nó hợp lý. Các bạn biết sao không? Bởi vì các bạn đéo trả phí đi mạng. Muốn nó sắc nét, muốn được ghi phải trả phí cơ. Đây đéo phải là do cam bị rung đâu. Giả tiền đi thì cam nó được ghi. Muốn xem treo lơ nhưng mà đòi được ghi. Đấy nó là chức năng cho những cái thằng không giả tiền đấy. Đéo cần là xem treo lơ thôi à. Thế thì bố mày rung đuôi tiếc cay vậy. Ơ sao cam đéo rung nhỉ? Thế thì bố mày rung vậy cho mày đéo được nhìn cái nhan sắc của bố mày một cách cụ thể. Nếu như mà cái cam nó đéo rung nữa thì mày donate đi thì bố mày đéo rung. Còn đéo donate thì bố mày rung. Xem bảo thấy lạ chung của ca Covid à giáo chủ. À, mình đã bị kẹp giữa một cái khu vực của mình nghĩ là có dịch. Có một cái chung cư ở trong lạc chung gần chỗ mình bị phong tỏa. Và rồi thì các bạn biết là ở Hùng Tham City cũng bị phong tỏa. Ui thế. Thế là các bạn thấy đấy, tôi nói chung là thường thì tôi chỉ có ở nhà thôi. Trừ cái việc ngày hôm qua là tôi đi chơi cả ngày. Ngày hôm kia tôi cũng đi chơi cả ngày. Ngày kia hôm kia thì tôi ngồi cà phê buổi tối thì tôi cũng đi ăn. Tôi cũng mất cả ngày thì tôi đéo dám đi ra ngoài. Bây giờ mà tôi nói thật với cả các bạn, cho Nemo mà cho tôi vạch ti lên đây để cho tôi cứ để tôi dí vào cam thì chắc là tôi nghĩ là view cứ lên thôi. Tôi cũng không phải nói gì cả. Tôi cũng chỉ cần sâu ra cái nhũ hoa của tôi thôi. Mà có khi là tôi cũng sẽ hoàn thành KPI của tôi một cách rất là nhanh chóng. Thế nhưng mà chắc là bị ban kênh mất. Thế nên là thôi vậy. Mấy ngày nữa tôi sẽ chuẩn bị đi sắm Tết. Trong giờ bảo có đồ Tết thì bây giờ mình ăn chắc là ăn bánh chưng. Bởi vì lâu lắm tôi đã được ăn bánh chưng rồi. Đối với các bạn chắc là Tết của các bạn cũng sẽ ăn thì thấy nó nhột đấy. Thế nhưng mà chắc là ăn bánh chưng nó sẽ ngon. Thế sao còn ăn cái đéo thì hay nữa. Ghen mất thề. Mấy cái mất bí mất quầy mấy cái đấy toàn đường hóa học cảm giác. Có bạn nào bị cái bệnh mà cho cái đấy vào mồm không bị dùng mình luôn đâu mấy. Sợ nó bị kiểu cái ngọt để nó dùng mình không ăn được cái đấy. Hạt rẻ cười nằm trong số những cái mà tôi ghét con mẹ mình nhất. Bởi vì không phải là do tôi bảo là cái vị của cái đấy nó chán đó. Thế mà tôi ghét ăn hạt, tôi đã bảo với cả các bạn rồi. Thế nên là có cái hạt biều thì hạt nhưng mà hạt rẻ cười đéo ăn. Hạt hướng dương không phải là một loại hạt nhá. Hạt hướng dương tôi thích ăn. Thế nhưng mà đấy là trong số những cái hạt hiếm hoi mà tôi thích ăn. Tôi nói thật, bởi vì hạt hướng dương nó dễ cắn, nó ngon. Cái vị của nó cũng hấp dẫn nữa. Ăn hạt nhân à, hạt điều á, ui hạt điều không hề muốn ăn một tí nào luôn, tôi ghét lắm. Tôi ghét ăn hạt, cái hạt hướng dương là trong số những cái hạt hiếm hoi mà tôi thấy là tôi ăn còn thấy quấn mồm thì ok. Chứ còn các bạn hình dung với củ lạc gió tan này, hạt điều, rồi các bạn hạt rẻ cười. Quả óc chó cúc đéo thích cái kinh quá, hạt rẻ cúc đéo, đéo, ui kinh lắm không. Ô mai à, ô mai thì được, ô mai ăn được. Thịt bò khô phải ngon mới ăn cơ. Tôi không thích ăn thịt bò khô sợi. Tôi thích ăn thịt bò khô miếng, các bạn biết mà. Thịt bò khô miếng ấy, nó hơi khô khô một tí. Cái, tất nhiên là như vậy rồi, mắc vị lên một tí. Thế thịt bò khô sợi này lại không phải là tủ của tôi nên là chờ góc bếp ngon. Chờ góc bếp sẽ ăn ở nhà anh Độ ngon. Chả mực á, ở chả mực Hạ Long á. Cái đấy hồi xưa ăn thì còn lạ, chứ còn bây giờ thì nó cũng nhiều rồi. Ăn thì ngon, cái đấy thì cũng ngon. Mấy cái đồ say say các thứ thì tôi thề cả các bạn. Cảm giác cái đéo thì cũng dễ ăn, mình nói thật. Như tôi thợp vào Sài Gòn để ăn mấy cái bò viên, bò biển. Bởi vì
Nhưng mà tôi thích ăn với cái xay xay đấy, nhưng mà phải xay ngon cơ, chứ đéo phải là kiểu xay kiểu 20% thịt, 80% bột thì ăn thì nó được. Vậy ăn vào mồm cái biết liền à. Ngoài mắt không có thịt kho chứ. Cái thịt trái đất hình vuông bàn kênh. Mày xúc phạm. Đéo đâu chỉ có thịt kho trứng. Thịt mở. Ăn trứng thịt kho là phải rán. Các bạn công nhận không? Tôi là team thịt kho trứng rán. Trứng nó phải rán cái da nó lên cho nó sần sần lên. Ăn nó khác hẳn luôn. Các bạn ăn quả trứng mà nó đéo rán cái da nó lên thì cảm giác đúng là nó tươi, nó mềm. Ui, nhưng mà thế cả các bạn, nếu mà mình rán cái da của cái lớp lòng trắng ở ngoài lên thì tôi nói thật là các bạn nó thành mẹ món khác luôn đấy. Để tôi chỉ cho các bạn cách, nói chung là các bạn xới một bát cơm ra, sau đó các bạn sẽ lấy dao các bạn cắt một nửa quả trứng ra. Trời ơi, sau khi các bạn cắt một nửa quả trứng ra, các bạn xong một nửa quả trứng vào thì các bạn mới dưới cái nước thịt kho lên, quả trứng đấy tít mỡ cho bắt đầu nó sẽ chảy ra vào cả vòng cơm nữa. Trời ơi. Sau đây nếu như mà là tôi sẽ lựa chọn một miếng thịt kho nạc và sau đó là một miếng bát chỉ cho vào bát. Sau đấy là biến mất. Các bạn có biết câu biến mất nó gọi là gì không? Biến mất con mẹ này luôn. Ui, phê vậy, thằng kia nó kiểu nó vào cơm. Các bạn biết là sử dụng cái từ vào cơm cho một cái món ăn ở Việt Nam thì nó gọi là cái món đấy nó đỉnh cao đến cái mức như thế nào thế đấy. Vào cơm. Thực ra thì tôi thấy là trứng kho ở Việt Nam mình, thịt kho trứng thì đều cố tình để làm cho cái quả trứng để cho nó chín hẳn lên, để mà cho nó chứ nó sẽ hơi nó không phải là lỏng nữa mà là nó sẽ cứng vào. Thế nhưng mà tôi cũng có một cái hình dung về cái việc đó là cái quả trứng đấy là thử nó mà lòng đào chẳng hạn, nhưng mà tôi nghĩ là nó cũng hay đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là tất nhiên người ta sẽ làm cái trứng mà nó cứng ấy. Còn nếu như mà để mà cho nó lòng đào thì nó hơi vô lý ở trong cái nồi thịt kho kiểu đấy. Nhưng mà tưởng tượng là cái quả trứng đấy nếu như mà lòng đào thật, để mà cho vào mồm thì tôi cũng nghĩ là nó thú vị. Nhưng thịt kho thì nó lại phải là chín hẳn. Đấy, nó lại là kiểu thế. Nó bị khó làm đúng không? Đấy. Nhưng mà nói chung là nó phải cứng. Vấn đề nó là như vậy. Nếu như bây giờ để làm cho lòng đào thì tức là bây giờ là phải luộc quả trứng, nó đã là phải ở một cái mức nó miselin vãi lìn ra rồi. Xong rồi bắt đầu là cho vào nồi thịt kho để om nữa thì sao mà có thể như thế, thì khó lắm. Sôi trợ nhuộm của lòng đào. Ui, nhưng mà dại hình như sôi trợ nhuộm đắt vãi. Tôi dí buổi ăn đấy. Đi ăn bát xôi sáng 70,000 mà nghĩ tưởng tượng em mua một quả trứng ở ngoài 2,000 đồng. Một miếng thịt trông thì cũng to đấy. Quá được 10,000 chặt cụ mày tay bố mày đi. Thêm 3,000 gạo. Bát xôi 15,000. Xong rồi bán 70,000 bịt đéo ăn nữa. Ở Lạc Trung có quán xôi nào ngon không thế? Giáo chủ em không tìm được. Lạc Trung chắc đéo có xôi. Ở gần đây mà nếu như mà bảo là xôi ngon, ở Bạch Mai thì có một số quán. Nếu như các bạn đi mà các bạn để ý vào buổi tối, nó không khá gần ở mấy cái hàng bún bò men. Nó đéo phải là xôi lộc nha. Nó chỉ là một cái xôi chống vã thôi. Mình nói thật với cả các bạn, xôi lộc ấy thì bây giờ nó kiểu nó đầy đặn thôi, nhưng mà nó đéo siêu phẩm nữa. Muốn ăn xôi ngon thì bây giờ ra gần, ở gần Bạch Mai, ở gần cái hàng bún của Comment tiếp có một cái bà ấy, trông nhỏ nhỏ người ấy. Cái hàng xôi trông như cái hàng nước trẻ ấy. Thế nhưng mà các bạn sẽ có thấy có cái đặc điểm đó chính là lúc nào cũng có khá khá người ngồi ăn. Hàng xôi đấy cũng được, nó là xôi kiểu old school. Giá chủ ăn xôi xíu Nam Định chưa? Chưa ăn nhưng mà nghe xôi xíu thì ngon mẹ rồi. Tôi nghiện xôi, tôi nghiện gạo, nghiện nếp. Tôi thật sự tôi ăn xôi vùng nào tôi thấy ngon. Thật sự, nếu nó điêu luôn. Này, tôi ăn xôi ở trong miền Nam tôi thấy ngon, tôi ăn xôi ở trong miền Bắc tôi thấy ngon, tôi đi vào Đà Nẵng tôi đi thử ăn xôi tôi cũng thấy ngon, tôi ăn chủ yếu tôi ăn xôi, tôi nghiện xôi lắm. Ngoài đấy có xôi gà chặt không giá chủ. Thật ra thì muốn thì ở đâu cái gì cũng có mà bạn. Ở Hà Nội thì thực ra là các bạn muốn, hay là kể cả là những cái nơi mà kiểu các bạn biết là nhịp sống nó kiểu nó toa toa thì cái thể đéo thì phải là chẳng có. Xôi vị, xôi vồ, xôi diệp lục. Phở xôi thịt á? Tôi nghĩ là ở Hà Nội không có phở xôi thịt đâu. Nghe nó xúc phạm quá. Cũng giống như là hồi xưa thì mình biết. Thật đâu hồi xưa mình biết, các bạn biết cái trò ăn phở, cho cơm vào ăn nốt à? Cái nước phở ấy thì nó cũng hay. Thế nhưng mà chưa rồi tôi ăn cả. Bởi vì tôi thấy ăn phở nó là ăn phở, còn ăn cơm nó là ăn cơm. Tôi cam đoan cả cái kênh chat của tôi đều là người tốt. Bởi vì tôi biết là ở trên kênh của tôi rất nhiều người mất dạy. Thế nhưng tôi biết chắc chắn rằng những cái người mà đã tốn công, người ta donate cho tôi, chắc chắn người ta là người tử tế. Còn những cái người mà các bạn ám chỉ là những cái người mà không donate thôi, xấu đến tận trong tâm. Các bạn hiểu không? Mẹ em có một cái người đàn ông trông mặt thì đã đứng tuổi như thế này rồi, râu ria, ngồi trò chuyện, tâm sự, truyền năng lượng tích cực, thấu hiểu, chia sẻ những cái dịp Tết đến xuân về như thế này. Nhưng cũng... thôi tôi đéo nói nữa, thật sự.
Em học lớp 8 đang xem giáo chủ đây sử dụng ngôn từ văn hóa. Ý ốc kia, tôi văn hóa nhất rồi đấy. Chứ tôi nói với các bạn tìm được thằng đéo là văn hóa như tôi. Các bạn công nhận không? Ví dụ như kiểu bây giờ tôi ngồi nói cái từ đéo như đéo nói, các bạn công nhận không? Sài Gòn của em có món xôi vừa ngon vừa thịt nạc, giáo chủ có thích xôi không ạ? Mình thích ăn thịt mỡ cơ, tôi thật. Thịt nạc thì là Linh Ngọc Đà mà, xương bỏ con mẹ lại phải mất công gạo khác xôi sườn. Không ăn đây, ăn thịt mỡ. Mỡ đéo phải là ăn thịt mỡ hẳn, nếu mình phải ăn thịt ba chỉ thôi, nó phải kiểu thế. Sao em ở Bách Khoa mà không biết ăn lòng phở thì giáo chủ? Em gà. Cả cái khu Bách Khoa này phải biết lòng phở. Thề luôn, mà ở Bách Khoa nhưng mà lại không biết lòng phở thì chứng tỏ là ông đéo ở Bách Khoa. Ở đây có mấy lòng phở cơ. Ông mà không biết lòng phở nào chứng tỏ là ông đéo ở khu Bách Khoa. Phở lòng khác với cả lòng phở nhá, nhớ cho rõ nhá. Ông ra Bách Khoa, ông gà mở công hỏi, anh cho em hỏi phở lòng, người ta chỉ ra chỗ khác luôn. Nhưng nếu, em hỏi lòng phở lại là ra chỗ này, phải hiểu thế. Phở lòng khác, lòng phở khác. Nhưng mà hai ông ấy ở rất gần nhau nhá. Một ông ở bên đường, ông kia ở bên đường bên này, hai ông gần như là đối diện, một cú chéo cánh thú vị. Và đây là phở lòng, còn bên này thì là lòng phở bịt lòng phở, nhưng lại đéo bao giờ bán phở. Tụi em ăn cơm rang đi, hiểu nhận phải lòng phở nhưng mà chỉ rủ ăn cơm rang, còn phở lòng thì mới là bán phở thật sự. Anh lòng phở của tôi chắc là bỏ đánh bóng rồi. Hồi xưa đánh bóng đít đóng con mẹ mà cả cửa hàng đéo bán phở cho mọi người vì mấy cái thằng cho vay tiền đến tìm. Thế ba ngày sau lòng phở quay trở lại đéo thấy lòng phở đánh bóng nữa. Ông khăn xếp giờ vẫn gặp đoạn chợ mơ mà. Quả đấy hình như là bây giờ đổi style sang safari thám hiểm rồi sao. Hôm nay có người tag tôi vào cái clip thì như khăn xếp bây giờ là chuyển sang quả style safari khám phá thế giới. Bây giờ xin 20.000 à. Đồ hồi đấy nó xin 5.000. Xong nó update lên 10.000. Sao các bạn bảo bây giờ nó update lên 20.000 rồi. Thì có khi nào bây giờ thằng xin thuốc nó vẫn còn sống không nhỉ? Nhưng thằng xin thuốc này hồi xưa nó xin thuốc thì dòng nó cũng phải update lên chứ. Nó xin xì gà này. Ui có cái sạc bây giờ nó xin cần ý. Ui thấy hút thuốc đéo sao, thấy hút cần nó chạy lại gần này. Anh hút gì ấy? Cho em điều này đi. Ui đít đéo cho đánh đít mà. Ui sợ quá. Ui thế giới này đều tiến hóa. Sợ vãi hả Linh. Đến thằng điên nó còn phải tiến hóa đi. Thế còn ông zombie thì sao á? Imhotep tạo này thì đều đéo biết rồi. Đấy đéo phải là zombie. Đấy gọi là Imhotep. Xem các bạn xem. Xem các bạn cầm không? Imhotep. Imhotep. Đấy là thằng Imhotep. Nó đéo phải là thằng zombie. Tại vì nó giống Imhotep vậy. Mặt nó đúng như vậy mà. Nếu các bạn hình dung là nó đứng đúng chẳng phát luôn. Nhưng mà lưng nó gù. Đã xong cổ nó cùi giống như này thôi. Mắt nó lờ đờ như vậy. Nó như thế này. Anh ơi cho em hỏi nhà vệ sinh ở đâu? Ui con mẹ à. Thằng này nó Imhotep. Nó là Imhotep Việt Nam. Bảo sao thì quá khứ của mình đáng sợ. Phú Hồng Quân khất xin tiền. Thấy nhà giàu mà. Thấy nhà giàu lắm. Tôi đã điều tra về cái thằng đấy rồi. Nhà siêu con mẹ mày giàu luôn. Thề với cả các bạn. Mà kiểu nó em xin là vì đam mê. Mà hồi xưa khu nhà tôi đéo bao giờ có những cái thằng như thế này. Tôi bắt đầu hồi xưa hồi còn trẻ, khi mà tôi đã bắt đầu biết rảo bước trên những cái bước đạp đầu tiên trên chiếc xe đạp thì tôi đã đi khám phá thế giới. Và rồi thì tôi phát hiện được ra khu Bách Khoa, khu nhiều điện. Bạn nào ở gần nhà tôi xưa các bạn biết chợ hôm chẳng có thằng điên, toàn thằng nghiện. Tôi bảo các bạn nhìn tôi đéo nghiện này là xuất sắc. Đã được bố nhìn nó câu đéo nghiện nghe xấu hổ vãi đấy.